Chào mừng các bạn trở lại với channel Luhari Cuộc Sống Mỹ nha. Đây, thông báo với mọi người là hai vợ chồng đã mang được cái máy này về nhà với giá là hơn 900 đô la để mà cắt gỗ nha, xẻ gỗ ra là đúng size để cho vào lò sưởi nha. Wow, anh chồng mình vừa lắp đặt xong, khá là nặng, không 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 cho vợ chạm vào, bảo là không được chạm vào đấy, nguy hiểm, nặng lắm, đứng xem thôi. Wow, nhìn cái máy như này 220 triệu, hơn 20 triệu, tại vì cái hóa đơn sẽ là 997 đô. Lucky cho bọn mình là hôm hôm qua đi mua á, thì đúng là ngày cuối cùng đang giảm giá. Wow. Hãy